Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ năm ngày 27 tháng 8 năm 2020, chương trình thời sự Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 8, Quỹ ban nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức cuộc họp ra soát công tác chuẩn bị các hoạt động văn hóa thể thao chào mừng cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9 thành phố Châu Đốc năm 2020. Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Quỹ ban nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp. Để thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng 8, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2020, 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2020 và 132 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, ngày 20 tháng 8 năm 1888, ngày 20 tháng 8 năm 2020. Đồng thời hưởng ứng ngày âm nhạc Việt Nam ngày 3 tháng 9, thành phố Châu Đốc sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao sôi nổi như dòng chung kết giải bóng đá nông dân thành phố Châu Đốc mở rộng tại sân bóng đá khu liên hợp thể dục thể thao đường Tân Lộ Kiều Lương sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 2020. Giải quần vợt tranh cúp Việt Cầm Băng Châu Đốc năm 2020 sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 8 tại sân quần vợt Quách Kiến Hưng. Giải đáy gậy vô địch thành phố, giải kéo co vô địch và hội thi chọi gà tre sẽ lần lượt diễn ra vào ngày 1 tháng 9, ngày 2 tháng 9 tại công viên 30 tháng 4. Ngoài ra, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển lãm ảnh mừng cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9. Đặc biệt, thành phố Châu Đốc sẽ tổ chức liên hoan âm thanh ánh sáng lần thứ hai năm 2020 diễn ra vào tối ngày 1 và ngày 2 tháng 9 tại công viên 30 tháng 4. Các hoạt động văn hóa thể thao sẽ được tổ chức trên tinh thần vui tươi, tiết kiệm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và nhất là đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 ngày 25 tháng 8, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức hội nghị triển khai các văn bản quy định hướng dẫn liên quan đến chính quyền địa phương, cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở. Đến dự có ông Lê Bá Thảo, Phó ban tổ chức thành ủy, ông Lại Minh Tân, Phó trưởng ban tuyên giáo thành ủy Châu Đốc. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các văn bản quy định hướng dẫn liên quan đến chính quyền địa phương, cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở. Qua đó nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả vận hành và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã đồng thời thực hiện bố trí sử dụng cán bộ phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới Ngày 26 tháng 8, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2020 và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2020. Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang địa phương thành phố Châu Đốc, 26 tháng 8 năm 1945, 26 tháng 8 năm 2020. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công, ngày 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2020 và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2020 kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang địa phương thành phố Châu Đốc, ngày 26 tháng 8 năm 1945, ngày 26 tháng 8 năm 2020. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang địa phương thành phố về những giá trị to lớn 75 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công, ngày quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khẳng định tầm dốc thời đại và ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 8 và sự ra đời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước và trong sự nghiệp đổi mới hội nhập quốc tế như hiện nay ôm lại truyền thống dễ dàng hào hùng 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang địa phương thành phố châu đốc đồng thời đấu tranh phản bác những thông tin quan điểm sai trái xuyên tạc lịch sử phủ nhận giá trị ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 8, vai trò lãnh đạo của đảng và chủ tịch hồ chí minh Thưa quý vị và các bạn, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Châu Đốc kết hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang tổ chức lễ trao học bổng cho trẻ em gái vượt khó hiếu học và biểu dương con cán bộ hội vượt khó học giỏi năm học 2019-2020. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã trao 44 suất học bổng, trong đó có 5 suất học bổng cho học sinh nữ vượt khó hiếu học, 34 suất học bổng cho trẻ em vượt khó hiếu học và 5 suất học bổng cho con cán bộ hội vượt khó học giỏi với tổng số tiền 44 triệu đồng. Thông qua đó nhằm hỗ trợ cho học sinh, nhất là trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi, tiếp tục đến trường, cố gắng đạt thành tích cao và trở thành người có ích cho xã hội, góp phần xây dựng thành phố Châu Đốc ngày càng phát triển. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang phối hợp Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố tổ chức tập quấn công tác ra soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Hội nghị đã triển khai hướng dẫn quy trình ra soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, hướng dẫn tổng hợp báo cáo các biểu mẫu ra soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm. Qua đó, nhằm giúp cho cán bộ và điều tra viên nắm vững quy trình thủ tục điều tra ra soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, góp phần thực hiện tốt công tác điều tra, ra soát theo chuẩn đa chiều trên địa bàn thành phố. Tiếp theo xin được chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác do nhóm phóng viên chúng tôi ghi nhận. Ngày 26 tháng 8 năm 2020, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức thực hiện Ngày pháp luật tháng 8 năm 2020. Được biết, Ngày pháp luật là một hoạt động thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang địa phương thành phố về luật dân quân tự vệ và luật dự bị động viên năm 2019. Đồng thời giáo dục rèn luyện ý thức kỷ luật, chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ngày 26 tháng 8 năm 2020, Hội khuyến học phường cho Phú B tổ chức cấp phát quà tiếp bước đến trường năm học 2020-2021 cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Dịp này, Hội khuyến học phường đã trao tặng 120 phần quà cho các em học sinh, mỗi phần quà bao gồm tập, sách vở và 100.000 đồng tiền mặt, với tổng số tiền trên 66 triệu đồng do Hội khuyến học phường vận động từ các mạnh thường quân các nhà hảo tâm hỗ trợ, qua đó giúp cho các em học sinh được tiếp tục đến trường, giảm bớt khó khăn, có động lực dương lên phấn đấu học tập thật tốt trong năm học mới. Ngày 26 tháng 8 năm 2020, Hội khuyến học phường cho Phú B kết hợp với Ủy ban nhân dân phường cho Phú B tổ chức cấp phát quà cho các em học sinh, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Dịp này, Ủy ban nhân dân phường đã trao tặng 120 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường. Mỗi phần quà gồm 10 kg gạo, một thùng mì và 1kg đường do cô Lê Ngọc Huệ, chủ cửa hàng Đại Phước Hàng, Khớm Châu Quế 3, phường Châu Phú B hỗ trợ. Món quà tuy nhỏ nhưng sẽ giúp cho các em có thêm động lực để cố gắng trong học tập. Ban chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho lực lượng dân quân tự vệ ở khóm Châu Quế, phường Châu Phú B. Căn nhà được xây dựng có diện tích 39m2, Tổng kinh phí xây dựng trên 81 triệu đồng, trong đó ban chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc hỗ trợ 35 triệu đồng, còn lại gia đình đóng góp thêm. Qua đó nhằm giúp cho lực lượng dân quân tự vệ có chỗ ở ổn định, an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thời gian qua ngành giáo dục thành phố Châu Đốc đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 như thực hiện việc khai báo y tế, cài đặt phần mềm Luzon đối với tất cả công chức viên chức, người lao động, học sinh trong toàn đơn vị theo dõi và quản lý tốt sức khỏe của học sinh giáo viên cán bộ nhân viên nhà trường khi có hiện tượng bất thường thông báo ngay cho cơ quan y tế để được thăm khám và điều trị đồng thời thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch bệnh như thực hiện tốt việc đảm bảo vệ sinh môi trường thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn đeo khẩu trang nơi công cộng đông người giữ khoảng cách an toàn với những người xung quanh ngoài ra phòng giáo dục và đào tạo thành phố đã thực hiện ra soát nắm tình hình Danh sách học sinh của đơn vị hiện đang ở tại Dương Quốc, Campuchia. Tham mưu với chính quyền địa phương tạo điều kiện để học sinh trở lại trường sau thời gian cách ly đúng quy định của ngành y tế. Tạo thuận lợi để học sinh tiếp cận chương trình đang học theo từng khối lớp, từng địa bàn phù hợp với điều kiện thực tế, nhằm đảm bảo lượng kiến thức, nội dung học tập theo quy định để chuẩn bị tốt cho năm học mới, nhất là đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường trong mùa dịch phòng giáo dục và đào tạo đã yêu cầu các trường học trên địa bàn thành phố phải trang bị các bồn rửa tay xà phòng nước sạch thiết bị đo nhiệt độ điện tử cầm tay và bố trí nơi thuận tiện để học sinh sử dụng thường xuyên tổ chức tổng vệ sinh trường lớp sạch sẽ thông thoáng lao bàn ghế cửa lớp học phòng làm việc bằng xà phòng diệt khuẩn dùng thuốc tẩy để vệ sinh các khu nhà vệ sinh để chuẩn bị cho năm học mới năm học 2020-2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Châu Đốc thực hiện công tác sửa chữa hè, chỉnh trang trường lớp, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp tại 22 điểm trường với tổng mức đầu tư là khoảng 2 tỷ 239 triệu đồng. Đến nay đã hoàn thành việc sửa chữa tại các điểm trường, đảm bảo tốt cơ sở vật chất cho năm học mới 2020-2021. Ngoài ra, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố phối hợp với các phòng ban có liên quan tiến hành khảo sát nhà vệ sinh ở các trường trung học cơ sở Phan Bội Châu ở xã Vĩnh Châu đã xuống cấp. Qua khảo sát thực tế, Ủy ban nhân dân thành phố đã thống nhất chủ trương thực hiện xây mới nhà vệ sinh với mức đầu tư dự kiến là 561 triệu 537 nghìn đồng. Còn hơn tháng nữa mới đến Tết Trung Thu, nhưng thời điểm này thị trường bánh Trung Thu đã bắt đầu khởi động. Dài tuần nay trên địa bàn thành phố Châu Đốc đã xuất hiện một số quầy kinh doanh bày bán bánh Trung Thu tại các quầy kinh doanh bánh trung thu phần lớn là các loại bánh từ nhãn hiệu quen thuộc như kinh đô đồng khánh bbk bộ hộp trăng vàng của nhãn hiệu kinh đô có giá mỗi hộp từ 500.000 đồng đến vài triệu đồng đối với sản phẩm bánh lẻ dòng bánh nướng năm nay giá dao động từ 54.000 đồng đến 165.000 đồng trên một chiếc tùy loại năm nay giá một số nguyên liệu tăng nhưng giá bánh khá ổn định do diễn biến của dịch bệnh covid 19 nên phần nào ảnh hưởng đến sức mua của thị trường song không vì thế mà các doanh nghiệp không chú trọng tạo nhiều sản phẩm mới, đa dạng bao bì, mẫu mã. Để thu hút khách hàng, các doanh nghiệp thực hiện hàng loạt giải pháp kích cầu tiêu dùng như tăng chiết khấu, tặng thêm bánh, dân dân. Những dòng bánh nguyên liệu tự nhiên, không sử dụng chất bảo quản, hương vị đa dạng, dự báo nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng mùa trung thu năm nay. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự của Trung tâm văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại